và ở tại gian hàng cây thương mại đây chúng tôi đứng ngắm mãi các tác phẩm xanh trực của anh. Anh là chủ vườn à? Anh chủ vườn anh nào nhỉ? Hỏi ông mình anh chủ vườn anh nào đấy? Chắc là đang ngồi cắt cây à? Đâu? Thế là nào mình giao dịch rồi. Vâng, khi tôi chia sẻ đến tác phẩm xanh trực mà tôi cảm thấy tôi cũng rất là bắt mắt. Tôi muốn ghi hình lại để gửi đến các bạn một tác phẩm xanh có tuổi đời tương đối cao. Và qua trao đổi chúng tôi được biết là cây này chủ vườn đang tham khảo để giao dịch với giá 120 triệu. Nếu mà ở cái mức trên dưới 100 triệu thì tôi nghĩ tác phẩm này quá là xứng đáng. Và tôi đã phải đi tìm bằng được cái anh chủ vườn mà có cái tác phẩm xanh trực tôi vừa mới giới thiệu với các bạn. Đây là anh chủ vườn. Anh ở huyện nào đến anh ơi? Em ở Nam Điền anh ạ. Vâng, thế thì tác phẩm này nếu mà giao dịch được ấy, thì ý của anh là phải giá bao nhiêu thì anh sẽ giao dịch? Nếu mà giao dịch được thì phải tầm 120 triệu. 120 triệu, vâng. Thế thì tôi vừa nãy tôi nhận định tác phẩm xanh của anh là khoảng 100 đến 150 triệu, thế mà cũng đúng đấy. Anh chủ vườn nói lại một lần nữa là 120 triệu thì anh giao dịch. Chúng ta thấy tác phẩm này cũng là một tác phẩm hoàn thiện và có tuổi đời tương đối cao như thế này. Vâng, cảm ơn anh nhá. Tác phẩm này của anh à? Anh ơi, cây này anh giao dịch với giá bao nhiêu anh? Đẹp không bán. À tức là anh không bán. Cho nên là anh đi anh mang ra đây để cho nó động viên với những cái tác phẩm để anh bán. Đẹp, quầy hàng những cây rất là già cây. Và đặc biệt là ở cái phần cái lũa này là nguyên bản của nó anh. Những tác phẩm bonsai mini ở gian hàng này tôi thấy anh uốn rất là đẹp. Những cái gian hàng thương mại đây thì các anh bày ở đây bày bán được mấy ngày nữa anh? Em đến hết ngày thứ ba. Hết thứ ba mà hôm nay thứ bảy à? À thế là mùng 2 của năm 2018. Đúng rồi, để coi dịp Tết dương lịch bà con người ta còn đi thưởng thức và mua cây. Ngày nghỉ.
một cây cần thăng. Ồ, có cái quần thụ rành rành hay nhỉ? Đấy, lại có phối cảnh sơn thủy hữu tình đẹp. Cây rành rành là những cây lấy thụ làm thuốc ấy. Tưởng là vườn cảnh này của anh. Anh bán cây đấy à? Dạ không ạ. À thế à? Thế thì ông chủ này chạy đâu rồi hay là nằm trong lều không biết? Thế ông chủ ở đây để hỏi giá xem thế nào. Không thấy người bán đâu anh ạ. Không thấy người bán ở đây. Không biết cái người bán này đâu chị. Chậu và cây để đây mà không biết người đâu để tìm hỏi xem cái giá cây xanh thác đổ vừa rồi.
và một số những cái chậu nhỏ như thế này. Mua đấy một đôi về để thay cái chậu ổi ở nhà. Gian hàng đỗ gỗ mỹ nghệ.